Chào quý ông bà, cô bác và anh chị. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Trước đây thì tôi san sẻ những cái kiến thức lĩnh vực về tranh chấp. Tôi thì cũng có tham gia một số cái Facebook như là Liên đoàn Luật sư Việt Nam, như là Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn Nghề luật. Đặc biệt có tham gia cái Địa chính Việt Nam. Thì trong cái Địa chính Việt Nam có một cái bạn hỏi như thế này: ai biết hiểu về luật mua bán đất hiện nay xin tư vấn. Mình dự định mua lô đất, khi mình đã xem đất thế xong và mua bước đầu tiên, mình phải làm gì? Từng bước ba chấm chấm. Vì mình thường gặp ở các bạn môi giới, mình mong muốn công việc thuận lợi, suôn sẻ, đúng luật và tránh rắc rối. Bạn Trần Kim Hằng trong Địa chính Việt Nam đã post như vậy. Và tôi lập tức nảy ra một cái ý tưởng: thế tại sao mình lại không san sẻ những cái kiến thức này cho anh chị em? Đây là một cái kiến thức rất là phổ thông. Nhà nhà khó khăn bán đất, người người có tiền cũng sẽ mua đất. Thế tại sao mình không san sẻ những cái kiến thức này đến cho mọi người? Đây là lĩnh vực của luật sư Thu Đoàn mà thậm chí đây là một cái lĩnh vực cơ bản mà bất cứ anh chị em môi giới nào cũng có thể san sẻ được. Thôi thì chúng ta hôm nay, bạn Trần Kim Hằng nhé, chúng ta quay vấn đề chính, đó là vấn đề diện tích đất thực tế. Hôm nay luật sư sẽ đưa ra một cái vấn đề để giải thích cho các bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích thực tế, và cuối cùng đưa cho các bạn lời khuyên pháp lý. Thưa với bạn Hằng, để lấy luôn cái thông tin của bạn luôn. Thông tin của bạn là mua đất. Bạn không nói diện tích, tôi lấy cái thông tin này luôn nha. Ví dụ các anh chị được một môi giới đưa một cái thông tin là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một ông Phạm Văn A có tổng diện tích là 200 m². Thì như vậy các bạn cũng đã được các anh chị em môi giới dẫn đi xem một cái phần đất có chiều ngang là 10 m², chiều dài là 20 m, tổng diện tích là 200 m². Có những trường hợp xảy ra các bạn ạ. Trường hợp thứ nhất là diện tích đất thực tế nó bé hơn so với diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi ví dụ, nếu chiều ngang nó còn 9 m² nhân dài 20 m, thì như vậy tổng diện tích đất tại thời điểm diện tích đất thực tế đó nhỏ hơn so với trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giả sử các bên giao dịch với nhau với giá là 2 tỷ đồng, các bên nói rằng, các bên thừa nhận và bên bán và bên mua đều hiểu được rằng 2 tỷ đồng, vậy thì 1 triệu đồng 1 mét. Sổ ông A đưa cho chúng ta là nhiêu? Là 200 mét. Sổ nhà nước cấp, không phải ông A tự làm. Đất mình đi xem, tuy nhiên mình khi mình ký chuyển nhượng thì mình không có đo lại. Sau khi mà làm xong giấy tờ nhà đất ra thì chúng ta đo lại, trời ơi, cái mép đầu tiên này tới cái cột liền kề của nhà bên cạnh còn có 9 m² nhân với 20 m, tổng diện tích nó bé hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng ta phải làm như thế nào các bạn ạ? Trường hợp thứ hai, tổng diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích thực tế bằng nhau, quá tuyệt vời, xin chúc mừng các bạn. Trường hợp này rơi vào những trường hợp đất đã được phân lô bán nền, cắm cọc rõ. Ví dụ như vừa mới tách hàng loạt sổ, một sổ chiều ngang 10 m, chiều dài 20 m, và họ đã cắm những cái cọc
mốc giới rõ ràng, thực chất là rất là rõ ràng, không có vấn đề gì phải bàn hết. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ luôn, cạnh này là 10 mét và trên thực tế nó là 10 mét. Chúng ta đo vẽ lại nó là 10 mét và cạnh chiều dài nó là 20 mét, trên thực tế chúng ta đo vẫn là 20 mét. Trường hợp thứ ba, diện tích thực tế lớn hơn diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp này xảy ra rất nhiều trong thực tiễn các bạn ạ. Rất nhiều trong thực tiễn. Thì sao các bạn? Giả sử hồi nãy tôi nói, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiều ngang là 10 mét, chiều dài 20 mét. Tuy nhiên người ta chỉ ước lượng bằng cái mắt thường, bằng mắt thường, rằng là chiều ngang là 10 mét, nhưng thực tế đo tới 11 mét. Và ba trường hợp xảy ra. Thứ nhất là diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ. Diện tích thực tế bằng diện tích sổ và diện tích thực tế lớn hơn diện tích sổ. Trong trường hợp này, để tránh tranh chấp, chúng ta là đi mua, chúng ta sợ tranh chấp lắm, sợ rủi ro lắm, đặt cọc phạt cọc. Thật ra không ai muốn hết, người mua không bao giờ muốn, chỉ có muốn yên tâm giao dịch nhanh để trở thành của mình. Các bạn biết không, tôi mua tới nay cũng 5-6 cục đất, tôi thảy đi thảy lại và tôi biết mà. Và lại cái nghề của luật sư nữa, tôi đàm phán thật kỹ, giao dịch thật kỹ. Thực tiễn nha các bạn, thực tiễn gia đình tôi, ngay tại miếng đất này ba tôi mua vào năm 1993. Khi ba tôi mua thì cái người bán á, họ bảo rằng 29 mét chiều ngang, chiều dài hết đất, nhà mặt phố các bạn ạ. Và ba tôi đặt cọc cho họ một số tiền. Tuy nhiên tới cái ngày đo vẽ thì ba tôi cầm thước đo, từ cái mốc giới này tới mốc giới kia còn có 28 mét thôi. Và như thế nào các bạn? Thỏa thuận giá rồi, giá tại thời điểm đó là 100 triệu rồi. Và cuối cùng cũng có một cái sự tranh luận nhỏ, và cuối cùng ba tôi quyết định mua. Và các bạn biết không, thật sự ra cái người bán họ cũng không có một cái tư tưởng rằng là sẽ đo thước tất đâu. Họ bảo rằng là họ đếm bằng bước chân. Các bạn biết không, biết bước bằng bước chân. Họ đếm 58 bước chân thì 58 bước chân tương đương với 29 mét, trong khi ba tôi đo lại là 28 mét. Thực ra giao dịch cũng đã thành công. Tuy nhiên rằng tôi đưa cho các bạn vào trong trường hợp thực tiễn là chúng ta phải xem trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích thực tế. Đây là một trường hợp vẫn giao dịch xảy ra. Ông A là người bán, ông bán một cái phần diện tích. Tôi cứ lấy thẳng ví dụ này, ngang là 10 mét, dài hết đất, giá 1 mét vuông là 1 triệu đồng. Thì hai bên đặt cọc với nhau với số tiền là 300 triệu. Đặt cọc với nhau số tiền là 300 triệu. Trong hợp đồng đặt cọc do chính bản thân tôi làm, hợp đồng đặt cọc ghi rất là rõ, diện tích 1 mét là bao nhiêu các bạn? 1 triệu đồng. 200 mét
là 200 triệu. Các bên đặt cọc với nhau là 300 triệu. Mở ngoặc đóng ngoặc. Mỗi bên cử một đại diện để đo vẽ, tính theo diện tích thực tế. Rõ nhé các bạn. Tính theo diện tích thực tế. Và khi đo vẽ lại, nó còn có 9m8, có nghĩa là mất 2 tấc, 20m. Các bạn, thì giảm cái số tiền ổng lại. Thì ổng mới bù loa lên, ổng bảo rằng đất khó khăn, tôi bán như vậy và bán như vậy. Tôi bán đất trên sổ chứ tôi không bán đất diện tích thực tế. Thực tế thì tại thời điểm đó hai bên giao dịch bằng diện tích đất thực tế. Và cuối cùng giao dịch cũng thành công. Tôi bảo với người mua, tôi bảo đất đang lên. Ông này ổng cố gắng, ổng viện lý do như vậy để ổng không chịu phạt cọc. Và ổng muốn làm reo lên. Thôi thì một khi đã quyết định mua là mua. Và các bạn thấy đây, một trường hợp đất nhỏ hơn diện tích đất thực tế, một trường hợp cũng đất nhỏ hơn diện tích đất thực tế. Đất diện tích lớn hơn đất thực tế thì cái người mua được lợi, sướng rồi. Nhưng rõ ràng mình là người đi mua mà tự nhiên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong sổ đỏ là 200m mà tự nhiên thực tế nó còn có 190m, mình cũng bực, phải không các bạn? Thưa quý ông bà, cô bác và anh chị, và thưa với bạn Hằng rằng cảm ơn bạn đã cho tôi một cái ý tưởng để lên 99 video dành cho người mua đất. Và chắc chắn bạn sẽ xem những video của tôi rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng nếu bạn xem video mỗi lần chỉ 10 phút thôi, bạn sẽ hiểu, bạn sẽ thấu và không cần phải kiếm một cái người nào đó để làm, để tư vấn nữa. Rút lại vấn đề diện tích đất thực tế và diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sẽ thông đúng một câu tại phòng công chứng: diện tích này sẽ, giá đất này sẽ không thay đổi trong trường hợp tăng giảm diện tích. Đây là câu đó các bạn, đây là câu vàng đó. Giá đất này sẽ không thay đổi trong trường hợp tăng giảm diện tích. Tôi mua trọn sổ, tổng diện tích, tổng số tiền là 2 tỷ đồng, mua 200m2. Cho dù diện tích tăng lên 210m, cho dù diện tích xuống còn có 190m, thì các bên vẫn thỏa thuận là giá bán 2 tỷ không thay đổi trong trường hợp tăng giảm diện tích. Sẵn đây thì cũng nói luôn, nếu các bạn có những cái quỹ tài chính muốn đầu tư bất động sản tại huyện Củ Chi là ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, có một số công trình nhà đất, thì thông thường thì các bạn cũng có thể liên lạc với tôi thông qua số điện thoại là 028 37907 727, để cho chúng ta được luật sư Thu Đoàn đưa ra những cái phương án để đầu tư hiệu quả. Và chắc chắn 100% tính pháp lý sẽ rõ ràng và minh bạch. Chúng ta đầu tư thì chúng ta thấy rồi, những cái kênh bất động sản thì ít có khi nào mà lỗ lắm. Hy vọng rằng là sau những lần tới thì tôi sẽ nói với các bạn về những điều cơ bản về hợp đồng công chứng. Chúng ta sẽ biết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm những cái vấn đề như thế nào. Và khi chúng ta đặt bút ký thì chúng ta sẽ biết được rằng cái ý chí, cái nguyện vọng, cái đối tượng, cái năng lực của những người bán đất là thực sự theo đúng một cái giao dịch mua bán nhà đất của bình thường trong xã hội. Có những cái trường hợp là mua bán bằng ủy quyền thì rất là nguy hiểm, mà mua bán bằng giấy tay cũng thật là rủi ro. Cảm ơn quý ông bà, cô bác và anh chị
xin chúc ông bà cô bác và anh chị đầu tư thắng lợi. Cảm ơn các bạn.